Trên hành tinh này, tồn tại vô số loài động vật với vẻ ngoài đáng yêu và quyến rũ, từ những con chim đầy màu sắc đến những động vật có bộ lông mềm mại. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng sẽ có những loài động vật xấu xí khiến người ta khó có thể tin rằng chúng là thành phẩm của sự tiến hóa. Dưới đây là danh sách 10 loài động vật xấu nhất thế giới. Các bạn hãy xem và bình chọn xem đâu là loài xấu nhất nhé. 1. Khỉ ai ai. Khỉ ai ai hay còn gọi là khỉ chỉ hầu, là một loài vượn cáo, hiện nay chỉ còn tìm thấy ở vùng rừng phía đông Madagascar. Môi trường tự nhiên của chúng là rừng nhiệt đới hoặc rừng cây rụng lá chúng cũng thường được bắt gặp tại những khu vực rừng canh tác để kiếm ăn. Chúng có kích thước khá nhỏ bé, chỉ khoảng 25 đến 35 cm, nhưng cái đuôi lại khá dài và lớn, có thể tương đương hoặc dài hơn thân mình. Đôi tai lớn và sẫm màu vành ra trước, mõm khá nhọn, mắt to, tròn và trố. Đặc biệt, chúng có hàm răng với răng cửa lớn và rất chắc khỏe, năm ngón tay thon nhỏ và rất dài. Loài này đang thuộc diện nguy cấp một phần bởi chúng luôn được cho là hiện thân của cái chết. Người ta tin rằng loài khỉ ai ai sẽ mang đến cái chết, chính vì thế khi gặp chúng phải bắt và đâm hỏng mắt của chúng. Năm 2013, loài khỉ này được bình chọn là một trong những động vật xấu xí nhất hành tinh. 2. Chuột chuỗi mũi sao. Chuột chuỗi mũi sao là một loại chuột chuỗi nhỏ được tìm thấy ở các khu vực ẩm thấp của miền đông Canada và đông bắc Hoa Kỳ. Sở dĩ chúng xấu xí là do mũi của chúng có 20 phần phụ thịt màu hồng, được sử dụng như một cơ quan cảm ứng. Điều này giúp phát hiện được các rung động sóng địa chấn. Thức ăn chủ yếu của chúng là các động vật không xương sống, ấu trùng, côn trùng và run đất. 3. Ếch tía. Ếch tía hay ếch mũi lợn là một loài ếch có ngoại hình rất xấu xí. Chúng có màu tím, cơ thể phình to như bong bóng và có cái mõm nhọn. Chúng thậm chí còn được ghi nhận là một loài bất thường trong họ nhà ếch chúng được phát hiện ở dãy núi gắt ấn độ người ta cho rằng chúng đến từ địa ngục bởi ngoài bộ dạng kỳ dị chúng trốn dưới lòng đất sâu tới 4 mét 4. cá vàng hướng thiên cá vàng hướng thiên là loài cá vàng có nguồn gốc từ trung quốc và triều tiên khi mới sinh ra chúng khá dễ thương nhưng rồi lại trở nên xấu xí khi trưởng thành bởi vì chúng có thân hình như một quả trứng không có vây trên và đôi mắt to rồi mắt cân xứng và trong mắt hướng lên trên trông khá quái dị 5. rơi móng ngựa sở dĩ chúng có tên là rơi móng ngựa bởi vì các chi tiết phần trên mũi chúng có hình móng ngựa điều đó làm cho chúng nhìn khá là xấu xí Chúng được tìm thấy chủ yếu ở các khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, bao gồm châu Phi, châu Á, châu Âu và châu Đại Dương. Tuy có cái mũi kỳ lạ nhưng chúng lại có khả năng định vị bằng tiếng vọng rất tinh vi. Chúng sử dụng các tiếng kêu tần số liên tục ở chu kỳ hiệu suất cao để phát hiện những con mồi ở những khu vực có môi trường xáo lộ cao. 6. Chuột trụi lông. Đây là một loài chuột rũi châu Phi, không có lông, phân bố ở vùng đông của châu Phi. Cơ thể của chúng trụi lông làm lộ ra lớp da nhăn nhúm màu hồng cùng với đó là hàm răng kiếm khiến chúng có một vẻ ngoài nhìn rất xấu xí. Vì thế, chúng được coi là một trong những loài động vật xấu nhất hành tinh. Chúng có xúc giác rất nhạy cảm, có thể thay thế đôi mắt gần như mù của chúng. Loài này có tuổi thọ cao hàng đầu trong họ gặm nhấm và sức khỏe luôn trong tình trạng tốt. Đây là loài động vật có vú máu lạnh duy nhất được biết đến trên trái đất. 7. Khỉ voi. Khỉ voi được biết đến là một trong những động vật có ngoại hình xấu xí với bộ dạng một chiếc bụng phệ và một chiếc mũi dài quá khổ lên tới 10 cm. Đây là một loài khỉ đặc hữu của các hòn đảo Đông Nam Á ở Borneo thuộc Indonesia. Ngày nay số lượng khỉ voi đã sụt giảm ở mức báo động, nguyên nhân là những khó khăn trong việc sinh tồn và đặc biệt là sự săn bắn quá mức của con người. Hiện nay, khỉ voi được xếp vào danh sách động vật nguy cấp trong sách đỏ. 8. Cá Blockfish Loài cá này được tổ chức bảo tồn động vật xấu xí bình chọn là chuẩn mực của cái xấu. Chúng có làn da màu trắng sữa hay hồng, cơ thể lúc nào cũng hồng rộp lên, khuôn mặt phị ra, chữ xuống trong lúc nào cũng buồn thảm. 9. Vẹt Kakapo Khi nhắc đến vẹt, hầu hết tất cả chúng ta đều hình dung đến một con chim đẹp tuyệt vời với rất nhiều màu sắc sặc sỡ và khả năng nói tiếng người. Nhưng không, theo Hiệp hội Khoa học Anh, vẹt Kakapo là một loài chim xấu xí ở New Zealand và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp. Vẹt Kakapo là một loài chim không thể bay, nên chúng rất dễ dàng làm thức ăn cho các loài động vật ăn thịt như mèo, chuột, trồn. Điều này đã khiến chúng gần như bị xóa sổ. 10. Thần ưng California Thần ưng, đúng vậy, các bạn không nghe lầm đâu. Cái tên thần ưng làm người ta liên tưởng đến một loài chim với một vẻ đẹp dũng mãnh. Nhưng không, các bạn đã lầm. Đây là một loài chim thuộc họ kình kền lớn nhất Bắc Mỹ. Nó là một loài nhặt xác và ăn xác. Nó nằm trong danh sách những loài động vật xấu xí nhất thế giới là vì chúng có một cái đầu chọc để lộ ra lớp da hồng nhăn nhúm trong rất kỳ quặc và xấu xí. Theo các bạn, còn những loài nào xấu xí mà chưa có tên trong danh sách? Hãy comment xuống dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.